chính là đội tuyển mà phải thi đấu nhiều trận nhất để có mặt ở trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại, ở vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga. Đây là những hình ảnh trực tiếp từ Kuala Lumpur, Malaysia. Và người đang dẫn dắt buổi lễ bốc thăm này, theo tôi đó là Tổng Thư ký của AFC. Đây rất có thể là ông Win Sojon. Vâng, đúng như vậy. Vâng, đây chính là ông Win Sojon, Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Á. Người sẽ và trên màn ảnh là Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hồ Anh. Đây là bình luận viên Quang Tùng, nhà báo Anh Ngọc. Đây nhà báo Long Vũ, Trương Ngọc Tuấn, trưởng tổng giám đốc của FPT nữa. Rất nhiều vị quan chức, quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như FPT, đơn vị sở hữu bản quyền của buổi lễ bốc thăm cũng như là các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Vâng, đây là ông Win Sojon, Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Á, đang điều hành buổi lễ bốc thăm cũng như là các nghi thức bốc thăm. Vâng, có thể thấy đây là khoảng thời gian hồi hộp nhất đối với cả các cổ động viên của Việt Nam cũng như là các cầu thủ hay là các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Chúng ta cùng chờ đợi xem đối thủ tiếp theo ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của Việt Nam sẽ là những đội tuyển nào ạ? Và nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới đài truyền hình FPT đã chia sẻ hình ảnh để về buổi lễ bốc thăm, buổi lễ trực tiếp bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vâng, lại một lần nữa chúng ta được chứng kiến những quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo, những nhà báo uy tín trong làng bóng đá Việt Nam như là bình luận viên Quang Tùng hay là nhà báo Anh Ngọc. Chúng ta có lá thăm đầu tiên đấy ạ. Lá thăm đầu tiên, Li Băng đúng không ạ? Vâng, Li Băng. Chúng ta sẽ, như vậy là sẽ bốc từ nhóm hạt giống số 6 đấy ạ. Đương nhiên Li Băng sẽ vào bảng A, như vậy là Việt Nam của chúng ta sẽ nằm ở bảng B. Việt Nam, vâng, chắc chắn rồi. Việt Nam ở bảng B. Ngày hôm qua trong buổi bốc thăm thử của thể thao VTC thì Việt Nam nằm ở bảng B, còn Li Băng nằm ở bảng C. Tuy nhiên bảng A, bảng B thì không quan trọng. Ngày trong lễ bốc thăm thử hôm qua thì chúng ta cùng bảng với Oman, Trung Quốc, UAE, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây có lẽ là một cái bảng đấu mà mang tới nhiều sự thú vị cho các cổ động viên của Việt Nam. Ngày hôm nay thì hy vọng cái kết quả của buổi lễ bốc thăm thử của chúng ta ngày hôm qua cũng sẽ trở thành hiện sự thật. Đây là sẽ là nhóm hạt giống số 5. Vâng, nhóm hạt giống số 5. Syria nằm ở bảng A. Chúng ta có Syria ở bảng A thì như vậy là Oman sẽ ở cùng bảng với cả Việt Nam ở bảng B. Khá giống với cả những gì mà hôm qua VTC đã bốc thăm thử ạ. Chúng ta cùng chờ đợi nhóm hạt giống thứ tư. Và đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam cũng đã được xác nhận, đó là Oman. Bây giờ mới là những đội mạnh ở các nhóm hạt giống số 3, số 2, số 1. Trên màn hình bên tay trái là bình luận viên Quang Huy. Rất dễ có thể nhận ra bình luận viên Quang Huy trong đám đông. Iraq ở nhóm A rồi ạ. Iraq ở bảng A. Iraq ở bảng A. Trung Quốc. Và như vậy là Trung Quốc đã nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. Những hy vọng của chúng ta cũng đã thành hiện thực khi mà Việt Nam có thể đối đầu với Trung Quốc, một người hàng xóm rất to sắm một nào, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, đây sẽ là một trận đấu mà sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ ở cả hai quốc gia, Việt Nam và Trung Quốc. Bây giờ sẽ là lá phiếu tới từ nhóm hạt giống số 3. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của UAE chăng?
rất khó để nhìn. Đây là UAE, đúng rồi. Tên dài dài như này thì chắc là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rồi. UAE sẽ nằm ở bảng A. Như vậy là chúng ta đã không có cơ hội được gặp còn lại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở vòng loại cuối cùng nữa rồi. Vậy còn lại sẽ là Ả Rập Xê Út ở nhóm ở bảng B cùng với cả Việt Nam. Vâng, đúng là Ả Rập Xê Út ạ. Sẽ ở bảng B. Như vậy chỉ còn một lá thăm nữa thôi. Chúng ta phải cảm ơn Tổng Thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Wei Shojun, đã giúp cho chúng ta gặp được đối thủ của chúng ta rất mong muốn, đó là Trung Quốc. Các cổ động viên mong muốn thì đúng hơn. Còn không biết là huấn luyện viên Park Hang-seo có mong muốn gặp mà Trung Quốc hay không. Nhưng mà tất cả các cổ động viên Việt Nam thì đều mong muốn đội tuyển của chúng ta. Đây là nhóm đấu thứ 2 ạ. Nhóm hạt giống thứ 2. Không biết là... Bảng A. Hàn Quốc ở bảng A. Thế là Australia sẽ ở bảng B. Như vậy là chúng ta không thể thấy màn đối đầu giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển của quê hương Hàn Quốc. Vâng, sau khi bốc thăm xong thì tôi thấy Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nở một nụ cười khá bí hiểm đằng sau cái khẩu trang. Không biết là ông Trần Quốc Tuấn đang nghĩ gì. Ngoài chức danh Phó Chủ tịch thường trực phụ trách về chuyên môn của VFF thì ông Trần Quốc Tuấn còn là trưởng ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, một quan chức có thể nói là rất quyền lực, chỉ sau chủ tịch và một vài phó chủ tịch thôi. Vâng ạ, đây là lượt bốc cuối cùng của nhóm A. Chúng ta cùng xem đội tuyển nào sẽ vào bảng A. Iran hay Nhật Bản đây? Đây là Iran ạ. Iran sẽ vào bảng A, vậy là bảng B của chúng ta sẽ có Nhật Bản. Vâng ạ, bảng B chúng ta sẽ có Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Như vậy là so với buổi bốc thăm thử ngày hôm qua của VTC thì chúng ta cũng đúng tới 4 vị trí. Đó là Nhật Bản này, đó là 3 vị trí. Đó là Nhật Bản, đó là Trung Quốc và Oman. Hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và UAE thì không chính xác, và thay vào đó là Australia và Ả Rập Xê Út. Vâng, chúng ta hãy cùng nhìn lại cục diện của hai bảng đấu. Bảng A gồm có Iran, Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq, Syria, Liban. Bảng B là Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Như vậy là hai đại diện của Tây Á, Iran và Iraq lại được dịp đối đầu lại với nhau. Ở vòng loại thứ hai thì hai đội bóng này cũng đã cùng bảng. Và ở trong trận đấu cuối cùng thì Iran đã vượt qua Iraq để chiếm ngôi nhì bảng và đẩy Iraq xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Vâng, nhìn vào bảng đấu này của chúng ta thì giống đúng với cả mong đợi ngay từ đầu chương trình của anh Phú Dũng khi mà Việt Nam có thể đối đầu với Trung Quốc. Theo tôi thì ở bảng đấu này chúng ta hoàn toàn có cơ hội để chiếm vị trí thứ ba cùng một suất tham dự playoff để lọt vào vòng loại thứ tư của World Cup 2022. Đương nhiên Nhật Bản và Australia sẽ là hai ứng cử viên hàng đầu cho hai vị trí đầu tiên rồi. Còn các đối thủ còn lại thì Oman và Trung Quốc, đó là hai đối thủ mà chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Vâng. Với nếu như thi đấu đúng phong độ và đúng với những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo thì chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước đối thủ này, thậm chí cả Trung Quốc. Vâng. Nếu như thi đấu đúng phong độ thì chúng ta có thể vượt qua. Chúng ta không hề. Thì đương nhiên là một đối thủ mạnh. Một đội bóng rất mạnh tới từ Tây Á rồi, nhưng mà cái thường thi đấu tốt, khi thi đấu tốt trước các đội bóng Tây Á, tôi nghĩ là sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có một kết quả tốt trước Ả Rập Xê Út.